404 với 606 vừa hẹn mình lên trên này, hình như là định thông báo một cái tin rất là quan trọng, không biết là tin gì. Bảo mình lên ngay em ạ. Mình đang ở trên đây rồi mà chưa thấy đâu. Cô này ơi, 404-66, đi đâu về đấy? Hả? Vừa nãy anh thấy mấy đứa bảo là bọn em bảo là bọn lên trên này có vấn đề gì à? Có vấn đề gì? À, bọn team Bookie á? Bọn nó định bàn nhau kế hoạch là định xuống đây định phá anh em mình tiếp à? Đúng không? À, thằng nó như thế nào nữa? Định dùng bóng bay tấn công mình nhá? Bóng bay nữa à? À, dài ơi. Bọn em rình đời trên đấy à? Thế sao không tiện ở đấy tóm nó luôn đi, lại còn quay về đây gì? À, có nghĩa là chúng nó đang đông đúng không? Nên là bây giờ anh em mình phải chuẩn bị kế trước đúng không? Ai xài được cái nhỉ, bọn này hôm nay là được đấy. Có thấy thằng ái tóc xanh như đấy không? Cái thằng ái tóc xanh nó phản bội mình, nó mách chỉ điểm bọn đấy xuống hôm qua là định hại anh em mình ấy, nó cho ăn xúc xích ấy. Thằng đấy là bây giờ về phe nó là anh em cẩn thận nhá, gặp ái tóc xanh bắt luôn. Nhớ đấy, 404 và 606 vừa rồi đi rình được là phát hiện ra là cái kế hoạch của bọn team Huggy ấy là chúng nó là chuẩn bị xuống team anh em mình tấn công ấy, và chúng nó đã dùng bóng bay nước và đang đi xuống đến đây rồi ấy. Ủa nhưng mà chết rồi anh em ơi, chúng nó có bóng bay nước thì anh em mình biết dùng cái gì tấn công giờ? Súng nước team anh em mình hỏng hết rồi ấy. 404 có cái kế sách gì không? Ui giời, nó có bóng bay nước là hơi nguy hiểm ấy, mà bây giờ anh em mình không còn cái gì trong tay, súng nước hỏng rồi ấy. Cái gì? Súng á? Súng nước của mình hỏng rồi. À, có nghĩa là 606 là đi mua cái khẩu súng nước khác về đây đúng không? Ok, thế đi mua về nhanh đấy nhá. Đi, cả hai đi mua đi. Đấy, ok anh em ạ. Đấy, 606 bảo là sẽ đi mua một cái khẩu súng nước về đây đúng rồi. Tại vì là súng nước team anh em mình là hỏng hết rồi, nên là bây giờ không thể sử dụng được. Mà bọn kia nó dùng bóng bay nước mà nó tấn công là có khi anh em mình ướt giật luôn, có khi lại thua chúng nó. Đấy, nên, thôi mình sẽ ngồi đây chờ một lúc nữa để xem là 404 với lại 606 đi mua được cái súng nước gì về đây nhá. Nếu mà có súng nước thì anh em yên tâm, dùng nước đấu lại với nước của chúng nó luôn. 2000 years later. Đây rồi. Ui, cái gì đấy? 606 với lại 404 mua được cái gì về đấy? Ui giời, bảo đi mua súng nước cái đi mua cái đồ chơi gì về này? Con voi à? Súng nước á? Sao súng nước nó lại hình như này? Ui giời, trông như kiểu cái ba lô của học sinh như này. Đây có cả dây đeo này. Cái cục gì đây? Súng đây à? À, thôi rồi, để anh thử test thử xem cái quả ba lô này xem nó là cái gì. Wow! Cái gì đây? Ui giời. Đây hình như là con voi anh em ạ, phun nước này. Đấy giống giống cái mặt này. Đấy, rồi này mình bóc ra xem cái này là cái gì nhá. Súng nước kiểu gì mà trông nó lạ thế nhỉ? Wow! Wow! Đây là một cái bình anh em ạ. Đấy, đây là một cái bình như là bình đựng nước thì phải. Đúng rồi, nếu mình nhớ không nhầm thì đây là bình đựng nước đây này, nó có một cái nắp này. Đấy đổ nước vào trong này nhá. Đó. Ở đây nó có một cái dây dẫn ra đây. Đấy, dây dẫn ra đây. Và đây hình như là một khẩu súng này. Mà đây là một khẩu súng này anh em này. Đó, đây khả năng là súng nước rồi. Ui, nhìn này giống như con mắt hơn các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn chưa? Giống như kiểu cái kẹo mắt hay anh em mình ăn đấy. Đây nó có cái dây này hình như là đeo sang hai bên. Nói chung cái này nhìn nó giống một cái ba lô hơn các bạn ạ. Nhưng mà ba lô này là để đựng nước. Đây là hình con voi này, hai mắt này. Đấy, voi màu vàng rất là cute nhá. Đấy, các bạn hình voi to chưa? Ừ, hai cái nhà bé tí. Voi này chắc voi baby rồi. Cái tai này còn có hoa lá cành nhá. Đấy, sợi dưới này là nó có một cái đường ống dẫn nước ra đây. Đấy, còn khả năng chắc chắn đây súng rồi, nhưng mà súng này không có cò, không biết là bắn kiểu gì nhỉ. Súng này không có cò nhá. Ui, kéo được ra này các bạn này. Ui. Ui, vẫn còn tí nước này. Đấy, các bạn nhìn chưa? À, wow, wow. Hay chưa? Mình sẽ đổ nước vào đây và cái này khi bắn là phải kéo ra như thế này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Bây giờ mình sẽ ra mình đổ nước vào đây xem là cái súng này nó phun có mạnh nhá. Đấy. Ôi giời. 66 này, đây là cái súng của em đây này. Bây giờ em thử test đi đây. Một thằng cầm cái bao nước này xem nào. Ôi giời. Đấy, thử bắn đi xem nào. Ui, cái bắn vào mặt nhau à? À, xem nào. Ui. Ui, súng gì như phun hỏa mù này. Súng này cơ chế nó thế à? Nó phải phun mù đấy à? Súng gì như tới cây ấy. Ui 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 ui. Ôi giời ơi. Ngáp. Đây là cái này test cũng được rồi, bắn là cũng ok rồi đấy. Bây giờ tí nữa, nếu mà bọn nó xông vào bọn nó tấn công bóng bay ấy thì anh em mình sẽ phải xử lý nó. Nhưng mà ai sẽ sử dụng cái súng phun hình con voi này? 66 dùng được không? Ui giời, 66 đeo quả bình phun nước con voi vào ngực này. Ui. Ui được đấy. Yeah. Wow. Ui, ủa này, em đi lên đồi em thám thính em chúng nó xuống đây gọi bọn anh luôn để bọn anh biết nhá. Đi lên, đi lên. Anh em mình lấp chờ nhá. Ok. Ui, bọn nó tới à? Chết rồi. 66 rồi, 66 ơi, bọn nó tới rồi. Bây giờ anh em lấp ở đây. Lấp. Ui chết rồi anh em ơi. Hôm nay rủ cả mami lo lét xuống đây nữa. Cả thằng anh tóc xanh nữa, thằng phản bội. Hôm nay cũng xuống đây.
Ôi bọn nó vác một đống bóng bay nước ra đây rồi. Anh em có số chiến không? Đi xuống sân luôn. Đi. Thằng ấy tao say phản bội. Làm hay nào? Ôi quả kia không lổ kìa. Cho nó chạy đi. Ôi chân nó không vỡ. Kìa kìa vẫn còn. Thằng phản bội, thằng tóc xanh phản bội. Chết rồi, nó xuống rồi. Ôi chết. Bẻ mất, gãy mất cả cái này rồi, nước chảy tòng tòng anh em ơi. Cố đi. Cắm cái dây này vào. Ghê này. Đuổi hết. Chó mày, đưa đây. Em đuổi nó đi. Ra luôn rồi.